Konnichiwa, xin chào mọi người đã đến với kênh Kyuka Do CP. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người cách làm món mì lạnh Hàn Quốc. Cộng mì lạnh Hàn Quốc đặc biệt, dai, ngon. Cách làm món mì lạnh Hàn Quốc này rất là đơn giản. Mời mọi người vào xem và cùng làm nha. Để làm món mì này, trước tiên mình sẽ luộc trứng lòng đào. Để luộc trứng lòng đào, mình sẽ luộc trong vòng 10 phút, từ khi bắt nồi nước lên cho đến khi nước sôi là 10 phút nha. Món mì lạnh này là món Hàn Quốc nhưng mà ở các siêu thị Nhật đều có bán ha. Ở trong bịch này là có 2 phần ăn dành cho 2 người ha. Mì này ăn chung với thịt, rau, kim chi và trứng ha. Ở đây mình có thịt bò, thịt này người ta đã ướp sẵn rồi. Bò của Mỹ, Angus Beef, Barakarubi. Hay sử dụng thịt này khi mà nấu nhanh á, mình cho vào chảo nướng lên và ăn thôi. Trứng mình đã luộc rồi. Và đây là cái rau trộn mình cũng mua ở siêu thị ha. Trước tiên mình cho thịt vào chảo để nướng áp chảo. Cái thịt này nó mỏng cho nên là rất nhanh chín luôn. Mình rỡ để cho thịt nó mềm ha. Vì là thịt bò cho nên là mình rỡ để cho nó chín nó mềm. Chứ để mà nướng quá thì nó sẽ bị cháy, nó cháy khô á. Nó sẽ cứng ha. Nè, cái bịch mì của nó nè. Ở trong nó có 2 gói như thế này. Và nó có 2 cái gói nước sốt nữa. Nước sốt thì mình sẽ xem theo cái hướng dẫn của cái bịch nó ghi ở đằng sau đó. Tùy theo cái bịch mì mình mua mà ở đằng sau nó ghi cái hướng dẫn khác nhau. Mọi người nhớ xem kỹ nha. Cái bịch này là nó sẽ hòa tan với lại 200ml nước. Còn cọng mì thì mình sẽ luộc lên ha. Mình nấu cho nước sôi lên rồi mới cho cọng mì vào luộc nha. Ở đằng sau bịch nó có hướng dẫn nè, đó, để nấu nước sôi lên rồi cho cọng mì vào luộc 2 đến 3 phút. Sau đó đem đi rửa sạch lại với nước lạnh. Mình dùng 2 tay chà như thế này, giống như giặt đồ vậy đó mọi người. Đó, làm như vậy cho nó sạch ha, nó ra hết chất nhớt.
Rồi mình rửa với nhiều nước, khi nào nước trong thì thôi nha. Như vậy là mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, mình cho mì vào tô. Rồi mình xếp lần lượt rau, thịt, trứng, trang trí theo tùy thích nha. Ở siêu thị có bán sẵn set rau như thế này nè. Rau này để ăn với cơm trộn, mì trộn theo kiểu Hàn Quốc ha. Mình luộc trứng lòng đào đúng 10 phút thì cái lòng đỏ sẽ được như thế này ha. Cuối cùng mình chan nước sốt lên là có thể ăn được rồi. Mọi người nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng nha. Ở cái gói mì này thì pha bịch nước sốt với lại 200ml nước. Pha mình quậy cho tan đều ra. Rồi cho vào tô mì nha. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong món mì lạnh Hàn Quốc. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy thích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kiều Cơ Đồ CP. Để khi mình đăng clip mới, mọi người sẽ được xem đầu tiên. Mọi thắc mắc hay đóng góp ý kiến xin vui lòng comment bên dưới clip. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hấp dẫn hơn nữa nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Saigo made mite kurete arigatou gozaimasu. Mata ne.